nhằm giúp bà con kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng tái sản xuất kinh tế, ổn định đời sống. Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh đồng ruộng sau bão lũ và hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng bà con nông dân thôn La Bông, xã Hòa Tiến đã tập trung từ rất sớm để hưởng ứng lễ ra quân, góp phần lan tỏa khí thế thi đua sản xuất sôi nổi, sẵn sàng cho vụ đông xuân năm 2020-2021. Dịp này, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 2,5 tấn phân hữu cơ vi sinh cùng một số bao giống giúp nông dân thôn La Bông nâng cao năng suất cây trồng, đồng thời trao 10 bi bê tông để xây dựng 10 điểm thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, đặt trên cánh đồng. Sau lễ phát động, hơn 40 cán bộ hội viên nông dân địa phương đã ra quân vệ sinh ruộng đồng, phát quang môi trường xung quanh, thu gom rác thải dọc các bờ kênh. Chuẩn bị cho hoạt động sản xuất là vụ đông xuân năm 2020-2021 sắp tới đạt kết quả tốt nhất, thì Hội Nông dân thành phố tổ chức lễ phát động ra quân này. Đây là một cái điểm phát động để đồng thời nhắn nhủ và tới tất cả bà con nông dân trên địa bàn của huyện là tổ chức ra quân chủ động trong cái việc chuẩn bị cái việc sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021 để cho cái việc tổ chức sản xuất nó đạt kết quả tốt nhất, cũng như là khắc phục những cái hạn chế, những cái tồn tại, những cái vấn đề mà do bão lũ thiên tai gây ra. Thôn La Bông, xã Hòa Tiến là một trong những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với hàng chục hecta lúa hữu cơ và các giống cây trồng khác. Sau các đợt bão vừa qua, nhiều cánh đồng tại thôn bị vùi lấp, sạt lở kênh mương, đất đá trôi xuống đồng ruộng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất.